Xin chào bạn đến với video hướng dẫn đàn em của mình. Thôi nữa thì hay, mấy kia quá giờ nếu mà quay lại á. Cái tao cũng định xem. À, không biết quay đầu trưa lắm nhạc nó một chứ. À, nó còn quay. Hoa văn cỏ xanh bữa con đi quá không? Em cho mình nuôi quá không? Quá không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kinh quá, một bộ phim Mexico và cái tiếng này thì nhìn dễ chứ hả? Mẹ mà cần gốm vỏ cống cáo cơm hình gốm đi đâu. Chị có nhà họ đấy, bị pha cần nhiều đấy, con chị có nhà đấy. Mỗi khi mà đến đây tao có thể khúc đi ra đi ngang coi lại mà giống cụ lừa.
Đẹp nhau. Cái ăn đấy thưa. Ngủ. Ăn thua đẻ chứ. Văn mặt đó. Văn mặt đó. Thôi pin nữa cho mấy. Quý. Có lại đã. Nghỉ hai ngày thuộc gia rồi. Nghỉ mẹ nó rồi con đuôi. Hả? Về nhà đi làm à? Mày biết không? Một miếng à? Cho một miếng này.
ấy là đủ bài mò đấy. Em để 2 tiếng em bỏ chuột mà tí mua lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xoay bay đi chứ. Người vẫn trang bị ăn bố. Vẫn trang bị ăn bố.
Thank you.
Bạn mới đề ra điểm nó thôi đó.
bạn gì đâu mùng 1 anh. Khỏe lắm. Chả cho tôi lên xong mày rắc vào chứ. Phe đã bao tại bố luôn. Ừ. Bị ra không để đục. Quá hả? Ừ. Mười, mười bộ hả chứ? Xấu quá. Máy mà đi làm sợ. À. Để nữa là tại khi mới đẻ có ra làm ăn đâu đẻ đẻ biết. Còn xong rồi nếu thêm kiếm le cao răng dữ nữa là đây nữa. Chủ nhật cái tóc này để em đang này. Thì con lại cao răng nó tao thế. Phải lại đang đâu à? Xong rồi mấy tuổi rồi? 26. Rồi, ok, 26 năm lần đầu tiên làm vệ sinh ra. Nhà chủ ý đi làm sẽ nhiều nha, đều nha. Mà nhà chủ ý đi làm đều. Chắc mà thằng phải làm cả. Thank you.
bài tỏ hả? Xin tiền vừa trước mới đi làm rồi. Ai gửi chứng mô mà xin? Đi đó lắm rồi, xin 2 tiếng. Đường mà đến à mấy số bố á thì băng nhau cốc dậy ta làm tại để thái cảnh trong cái tao ghi một qua lại điệu ý là hai bên là băng nhau sợ lừa nhưng mà mới đi đây một tao đi lồn cảnh một rồi á. Thôi nữa đứa, miệng bắt đâu chứ. Má là cái gì? Sai là tức kìa. em có cái gì để cao hơn nó tao khoảng 7 tuổi tao kia 26 xong nó năm suy nghĩ người đồ mới 26 tuổi rồi lọn cả 26 tuổi
Ok, 25 tuổi. Cảm ơn. Rồi. Hả hả? Thôi, ta tìm. Dâm dữ. Biết à? Thấy được mà ha ha đó. Cơ ơi, cái này là một câu đâu mà của mình suy đấy. Không phải cái bộ mùi của nó trên là đời thủ dân. Khá là ha.
bài tên gì? Deep Sea. Deep Sea à? Nghe quen ghê. Xịn đã thôi. Đó, má mày. Má xôn ghi cho lặng luôn. Ừ, ghi thật hai cái. Đau tương lắm. Đồ khác biệt lắm. Cái bịch kín nè, kín hông. Cái bịch chỉ vừa giống mít bạn giống thử không. Cái hông xúc dưới bông thẳng thôi chứ. Tâm thẳng thôi. Tiên tuân đó. 15ml nó đổ ra đổ ra nó cạp từ tôi hơn thôi. Thôi kiểu mấy con thể hoa loàng mà. Đến chị. Hai lần nữa tao nói chị khi mua chị lao để chị nói em cái thì em hết hôn. Tao tưởng là cái này chạy xuống từ từ mà là cái bọc mấy lần lúc trong này là tao để ý là có một chị Bobby này, một con này là một con mập, một con một trẻ đại, một con là từ cỡ 80 á. Vừa trên mà. Ê, tôi đi vô cả nhìn nó tôi liên rồi. Nó bán khẩu trang luôn nè. Mà tao nhìn quanh tao bị thẳng. Bán khẩu trang luôn rồi, cái đồ đỉnh rồi nó vô nhau. Có ai bay lắc nữa rồi. Khách đợi thì có chắc mi bay lắc. Tao tưởng là vâng là tao kẻ hình xăm trong quay lại ngang tại vô quay răng nói năm cái sau lù khóc trong lòng thì nếu tao nghe đồ mấy trăm ngàn chắc tao phải làm từ từ ngang tại đời hai mấy
xong rồi chứ mà lại lại đó lâu rồi. Tao thấy là lâu rồi, tao tự tao không biết nó độ sâu như răng ngắm qua chỉ cái nào mới biết. Tao tự nó là cái vùng lý tí khó thấy lắm, trẻ năm họ. Để giờ tao phải tao khóa. Đấy, cái thời gian tao khóa nó lâu á, vì tao thấy lâu lắm. Đấy. Ừ, thảo tập 1. Phải không? Mình thấy thảo tập thôi. Gì? Gì mà thật tiếp liếc gì? Biết ăn không? Thì chẳng có thể hỏi gì. Mình thiếu thằng ngang lại như chân thằng. Thằng mới ghi cái gì? Dự đoạn cái đó, câu thủ của đấy, câu thủ. Thằng ghi xong nó bắt đầu thoáng ngủ lắm. Không nhớ là để đánh chân á, không đủ tình tạo để đánh chân tiếp theo, ngủ luôn đó. Ngủ nhau à? Không biết. Chắc là nó một điện thoại đang bỏ sao cả, không nằm ngủ nữa. Nó cho nên máy mấy. Thằng rễ thế á, nhưng cái tháo nhận đến người tháo rồi. Sai chứ. Bơi sợ mà anh dạy bằng đấy. Sao mà quen. Nó đang nghe đi, cái cười từ tính kia. Động lực biệt biệt ngay đang nhắm qua thể nhớ đi không nhắm qua hè đi ngầu một con bị hủy keo tất quả tôi lại đi mà đi mấy cao bằng mặc dù phát hiện có tình yêu tôi nghe năm cái mà nó suy nghĩ lại không tôi suy nghĩ lại nó vừa theo cái đi của mình cái chuyện cãi nữa phải không. Sâu quá không? Kiểu như số tỷ quá không? Mà chưa chưa. Chưa có gì đâu, chỉ có tỷ là biết đâu dịch mà đó. À. Tao phải biết không? Hỏi con người chưa chưa mà tao bưng lại. Thế biết lắm, cái gì?
chịu lắm mà các bạn chịu chi hẳn chứ. Nhưng mà nhẹ thôi. Chịu gương trăng mà các bạn. Bự ngã mạnh. Mệt dễ sợ. Nói bình thường với đằng đắng với chạy bỏ nhiên mình cũng quen luôn. Rồi đây là nhạc nhộn ra cũng như một mẫu lúc mẹ. Thằng đen đậu. Về cảm dịch. Nghĩ hả?
con cháu Hào chuyển cho ông đi bán. Mua đi á. Đúng không, có em gái mà xin sao đấy. Cáo mà cáo hơn tao nữa. Tao đi bữa nay đi mấy đứa em trong được bảo vệ. Á là công sân. Lạ. Chọc đó hết lương đi mua mèo, chứ con đi 5 triệu, 6 triệu gì. Cả nhà tao làm việc tao xăm mình. Nhà mình cũng biết. Nghe là tao được những chuyện chứ, mà tao hỏi cái chiến tay nữa. Sắm mình chứ kiến kia hết như đi mất ăn chục nào đấy nhiều gì luôn đủ nếu mình ăn như đi mà gọi gòn lại cho tao thì cần bao ba bịch nhỏ xí nằm góc này còn lại nó bốc hơi hết mà có như mình chơi chứ bịch móc à không ý tao nói nhiều mà đúng không tao quá nó bỏ chỗ đi thôi á cắp mẹ chọc mặt quá à. Rồi anh có máu quá rồi. Được lắm bà. Mở ngoặc đi ta đó. Giờ có nhiều cách đi theo sau dùng ngoặc đó. Có ý nghĩa chứ không? Wow. Cái gì? Buông đi. Buông đi. Buông. Một đứa buông hả? Ok. Mà kỳ cục quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuất sắc. Ở mình ghi chữ xuất sắc thì chắc chắn nó sẽ bị sai chúng ta. Tuyệt vời. Cứ cho chân em như tận người nào. Chữ lời đấy. Quế ơi mình quế da chứ đi mình đang được mua hóa nè. Ăn rồi mất. Ta đi làm hóa lá nè. Để con cả được. Xíu đấy gì trời à, hãy cười nào đi dựng cả năm mà không lại gì đó bạn tỏ thêm một ngày là cặn rồi. Tao được trải nghiệm ban tay đen của anh Hoàng này. Chắc chạy. Không chạy. Biết là đi mua một đứa mà. Mình chạy từ thợ dưới chưa hết lúc. Thân
biểu hiện của một good boy. Thật duyên lại đận không lưới thôi. Ta không muốn. Sai rồi. Sai rồi. Sáng chủ nhật mấy nhật sẽ trở lại, sáng chủ nhật mấy nhật sẽ đi lại cao lắm. Lấy sóng nó trạm liên luôn đấy nhỉ, lấy sóng nó sóng trạm liên luôn. So sad. Nó sẽ không hết. Nó thật bài bình dị. À, bài mau nè. Trượt ảnh xuất sắc làm chi? Đụng, cả đi là người không chơi là người chiến thắng. Người không chơi là người chiến thắng đi. Thế? Người không chơi là người chiến thắng. Để mình cũng đi sổ đâu tiên quá. Tôi đã nhảy vào bịch tỷ số.
chứ mà ở tập 1 em không đánh từ đâu đến chứ là chắc chắn là có giải đấy. Tập 1 rồi hết lúc, người chơi đến chơi diễn hạng đó. Nhưng mà dư một cái đau lành, rồi đòi nó tắt không bảo, nó áo nó phải nhậu luôn. Mấy quý chia sẻ là tụi cái tụi nào có hạng mình ảnh thôi à, đã hạng cũng hồi tiếp đã xong nha về ảnh mình. Cú đi ăn cỏ luôn này. Black Window. Phần phần bảy nhất mới đã. Ừ. Mới gọi lúc. Ờ. Chọn mới ngang mà mới vậy, mới ngang quá mấy. Điều nó nhiều á. Thì là mới chân nữa lại cho cái phim đi. Thì nhiều trang, quá nhiều trang. Đù phim đi. Bỏ phù đen nhưng mà màu trắng.
mà công nhận con là đẹp thiệt. Con là Marvel với mọi người, để con là skin. Thằng này tao đi làm phụ bếp đấy. Còn đấy khoảng 5 triệu mà bắt đầu làm từ 1 rưỡi. Đây cái bàn là tiện với 2-3 ngày cũng không quên. Tao làm phụ bếp 5 triệu là 4:15 tao bắt đầu xuất phát chạy về. Khi vừa đẻ là người nhà đó. Và cách giảm cân nó hiệu quả nhất là làm việc. Mấy năm rồi mình thấy kỷ niệm của mình đỏ như đi. Mình nhìn hoài vậy. Rồi chạy bao nhiêu? Chạy. Ngọc đừng đam mê nữa. Từ 16 14 cảm ơn bạn theo dõi mình của nhà. Bye.